Máy game sở thích hiện tại bây giờ em vẫn đang bán các bác nhá. Có đủ hết các game của PS1 với cả 4 nút, 6 nút đĩa mềm luôn. Đá bóng đã biết đủ hết luôn nhá. Thì giá vẫn là 650 một bộ thôi. Thì đủ các game của 4 nút, 6 nút đĩa mềm PS1. Thì hướng dẫn sử dụng thì nó vẫn như cũ rồi. Nó không có gì cả. Thì các bác chỉ có rút ra cắm vào thôi. Với cả nút thoát game này nó sẽ là nút này. Đó. Ở đây là bóng nhặt ba nhá. Đó. Thoát game thì nó sẽ là nút này. Các bác nhá. Đó. 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 Trong này có khoảng tầm mấy chục game PS1 rồi các bạn. Nói chung là thẻ nó đi kèm là nó có sẵn game rồi. Lấy về chỉ việc chơi thôi. Nha, thoát game luôn này. Đó, quit game. Đó. Đấy. Đây là đấu trường thú này. Máy thì nó vẫn như thế thôi. Thì các bác cứ cắm vào là dùng thôi. Đấy. Máy thì nó như thế này. Thì các bác có cắm vào cổng HDMI ở TV, còn cổng nguồn thì cắm vào đây. Chỉ có thế, chả làm gì cả. Trong máy thì nó có sẵn game rồi. Lấy về chỉ việc chơi. Đó. Ở đây nó có nút bật tắt đây nhá. Pin thì các bác gỡ đây này. Nhá. Quay nắp vào nó đây. Pin thì đấy, chỉ dùng pin con thỏ bình thường thôi. Đây, thoát game nút này. Đây là game PS1 các bác nhá. Còn đâu là còn 4 nút, 6 nút thì nó vẫn như cũ thôi. Cái máy này thì nó bền thì nó vẫn bền, nhưng mà nó chỉ hay hỏng thẻ. Thì cái thẻ theo máy này là nó chỉ là cái thẻ bình thường thôi, nó không phải thẻ xịn. Đây là game 7 viên ngọc rồng này. Rồng đen 4 này. Bộ này thì em bán là 650, em bảo hành cho bác 1 tuần. Em có bảo hành cả thẻ luôn. Con này thì nó chỉ hay hỏng thẻ nhớ thôi. Ở trong có khoảng tầm 10.000 trò gì đấy, đủ hết các loại. Đây là Mortal Kombat 4 nhé, có cả Mortal Kombat 3 luôn. 1, 2, 3 thì nó đủ hết. Đây là em đang test game PS1 cho các sếp đấy nha. Thoát game. 7 viên ngọc rồng.
strong. This should be a good fight. You are the first to show me this much. Thoát game thì ấn cái này bác nhé.